Ba Hợp ơi, ba Hợp có nhà không? Úi giời, vào đây. Này này, không có cái việc gì mà bà tươi thế? Từ ngày tôi đánh xong cái sợi dây chuyền này, chưa thấy bà sang chơi. À, dây chuyền à? Đẹp không? Ôi, ấy. Đẹp thế. Thế còn cái gì ấy nữa thì bà khoe nốt ra đi. Thôi tạm thời cứ là thế đã. Cái dây chuyền này dễ 5 chỉ nhỉ? Ừ. 5 chỉ à? 5 chỉ đấy. Thế tôi nói đúng à? Thằng Nam nhà bà biếu đúng không? Ô hay. Cái sợi dây chuyền này của tôi thì liên quan gì đến chuyện thằng Nam nhà tôi có hiếu? Tôi nói thật nhá, bà không phải giấu đố đâu. Đấy, như thằng Khánh nhà tôi, bảng tiếng là con dài, nhưng có bao giờ biếu mẹ vàng như là thằng Nam nhà bà đâu. Công nhận thằng ấy có hiếu thật đấy. Này, đây là do tôi tự mua lại đấy. Thật á? Ôi giời, có tiền thì cho tôi vay đi. Tiền cho bà vay thì tôi không có, nhưng mà tôi sẽ chỉ cho bà cách kiếm thật nhiều tiền, muốn không? Ôi giời, có cách kiếm nhiều tiền á? Ơ, muốn chứ sao lại không muốn? Cái cách nào? Đây, đây nha. Bà tải cái app này xuống này, xong đó là đăng ký vào dịch vụ đầu tư online. Rồi làm theo nhiệm vụ của nó. Đầu tư online là như nào? Thì bà cứ hiểu nôm na là đây là một cái phương thức đầu tư vào các sản phẩm và các dịch vụ thông qua mạng internet. Khi mà mình đã tải cái này rồi nhá, thì khi mình mua bán hay là làm cái gì đó đều thông qua cái tài khoản trực tuyến này. Thế mình có cần phải đặt tiền vào đấy không? Đương nhiên rồi, đã gọi là làm ăn đầu tư thì phải bỏ vốn chứ. Bà hỏi buồn cười thật. Thôi, nếu mà đầu tư vào đấy thì phải bỏ tiền, tôi không nghe đâu. Bởi vì nhớ, tôi nghe thằng Khánh ý, nó dặn tôi rằng là mẹ đừng có nghe rồi người ta quảng cáo, rồi người ta giới thiệu linh ta linh tinh, rồi lại tiền mất tật mang. Thôi, tôi không dạy đâu. Ồ hay, thì mình phải chọn cái app uy tín để mà nhà đầu tư vào đấy chứ. Bao nhiêu người làm rồi đây này. Đây này, bà nhìn tôi này, tăng chứng, à quên, nhân chứng vật chứng đầy đủ, rõ ràng. Chỗ bạn bè thân thiết với nhau, chẳng lẽ tôi lại lừa bà? Nhưng mà đầu tư có nhiều không? Vốn ban đầu ấy chỉ có 2 triệu thôi. 2 triệu? Có 2 triệu mà lãi đến mấy chục triệu á? Đâu ra? Thì mình muốn lãi nhiều thì phải đầu tư nhiều vào. Ví dụ bà đầu tư 2 triệu thì sau 1 tuần là bà được lãi 1 triệu. 5 triệu thì được 2 triệu rưỡi, cứ thế mà nhân lên. Này, tôi đã thu tiền lời về tay đây rồi, bà còn chần chừ tính toán cái gì nữa? Thế thì Bà tải app cho tôi luôn. Ok luôn. Ông ơi. Trời ơi, gớm, cứ ngồi lướt tin khiếp. Xem những cái tin nhảm chán thế mà không ngồi mãi được cơ. Này, hai bà này ăn nói buồn cười nhỉ. Tôi đang xem tin thời sự kinh tế chính trị trong nước cũng như ngoài nước, cái bà này xem bà lại bảo tôi là nhàm chán, biết thế nào là nhàm chán? Sở thích của tôi thế, bà ăn nói buồn cười. Nhưng mà nó phải có ích, thà ngồi như thế này ấy mà thì ông đầu tư online thì còn hơn. Này này, tuyệt đối mà đừng nói với tôi cái hai cái từ đầu tư online nhá. Ôi, đầu tư online mà. Làm sao mà ông lại có thể dị ứng thế nhở? Cái gì đấy? Này này, bà đang đầu tư online ấy? Vâng. Thôi xong rồi. Ủa sao có gì mà xong cơ, con làm cái gì cứ giật thót thế nhỉ? Tôi nói mình nghe nhá, một tuần nay tôi đầu tư online nhá, ôi dồi ôi, mỗi ngày gần 200 nghìn đấy. Bà đầu tư bao tiền? 2 triệu. Quá được, đưa đây, đưa điện thoại tôi tải app cho. Không, không bao giờ đầu tư online nhá. Này, bà đang bị chúng nó lừa rồi đấy. Trời ơi, lại nói lừa, cứ mở miệng ra là nói lừa. Đấy, Tinh Tinh này. Úi dồi ôi, nghe cái tiếng kêu thịnh vượng nó vui, nó phấn khởi, nó hào hứng hẳn đúng không ạ? Ông thấy chưa, ông thấy chưa? Thôi xong rồi. Tôi khẳng định cho bà biết nha, nó đang nhử mồi bà đấy. Nó đánh vào lòng tham của mọi người đấy. Bà cứ đầu tư vào đấy là mất hết tiền đấy. Ôi dồi ôi, ông với thằng Khánh giống y như nhau, cứ mở miệng ra là đa nghi, cứ mở miệng ra là nói người ta lừa. Gớm, người ta dễ lừa thế? Người ta gọi là cái chữ đầu tư nhá. Rồi ôi, đầu tư thực tế có chẳng ăn ai, đầu tư online với cả online. Tôi khẳng định với bà, khẳng định lại 1000 phần 1000, bà đang bị lừa.
thế đâu. Mà tôi nói bà không nghe nhá. Tôi chán rồi, sang hàng xóm uống nước trà. Đến lúc mất tiền đừng có kêu nhá. Còn lâu mới mất ý, đúng không? Bà Hợp ơi. Ôi trời ơi, tồi bà, đúng là tâm linh tương thông. Tôi định sang đây này, đầu tư gói 10 triệu. Thôi, không phải đầu tư gì nữa đâu. Này này này, ngẩn cái mặt lên. Sao hôm nay tôi nhìn bà trông phờ phạc te tua này, mặt mũi mất thần này. Hôm qua ấy, tôi vừa đầu tư gói 100 triệu. Sáng nay ra thì tài khoản mạng xã hội của tôi bị khóa rồi. Có cái số điện thoại để liên lạc duy nhất với tư vấn viên cũng bị chặn nốt. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa. Ơ, chặn là chặn thế nào? Đây này, sáng nay họ vẫn chuyển tiền cho tôi đây này. Ôi, nó thả thính như thế mà bà vẫn tin à? Tôi mất hết rồi đây này. Ôi, thế là... Mất hết rồi gì? Ơi, hôm qua này tươi rồi giói. Đấy, bà trông kìa. Trông bà Xuân hôm nay trông cái giống con chuột chui dưới cống này này. Thì lừa mất hết rồi chứ còn gì nữa. Tôi nói cho bà biết nhé. Tôi khẳng định rồi, 1000 phần nghìn chúng nó lừa đảo. Thế mà hai bà tin vào. Đúng là các cụ nói chả sai vào đâu cả. Tham thì thâm. Này, đầu tiên là nó thả con săn sắt, nó bắt con cá rô. Bà hiểu chưa? Khi nào ấy bà nạp tiền vào có một khoản lớn cho nó ấy, thì nó lượn luôn, nó cắt đứt liên hệ luôn. Đấy, giờ mới rõ rành rành nhé. Ngấm chưa? Ngấm rồi. Bà Xuân thì ngấm hơn. Nhưng mà... Nhưng cái gì, cứ đà này bà còn ngấm hơn cả bà Xuân đấy. Thôi được rồi, đúng là bây giờ tôi vỡ ra rồi. Đúng là làm giàu không dễ. Dễ là sao? Tôi nói với các bà biết nhé. Nếu mà đầu tư online mà dễ kiếm tiền như thế, nhà nhà đầu tư online, người người đầu tư online, làm gì phải đi làm việc nào? Đúng là chả có cái dạy nào như cái dạy nào.